Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu hiện có 6 cảng cá. Tổng số tàu thuyền trên địa bàn là 2.166 tàu, trong đó có 817 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, hoạt động vùng khơi với 11.840 lao động. Thành phố Vũng Tàu chiếm hơn 40% về số lượng và 37% tổng công suất của tàu khai thác thủy sản. Riêng về sản lượng khai thác, thành phố Vũng Tàu đóng góp đến 54,2% tổng sản lượng cả tỉnh. Tuyên truyền vận động bền bỉ, những năm gần đây, Vũng Tàu không còn xảy ra tình trạng tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhận thức về đánh bắt có trách nhiệm với nuôi dưỡng nguồn lợi hải sản bền vững, tuân thủ quy định pháp luật khi đánh bắt trên biển và chung sức gỡ thẻ vàng châu Âu về chống khai thác IUU trong mỗi ngư dân, thuyền trưởng, các chủ phương tiện nâng lên rõ rệt. Từ năm 2022 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tập trung triển khai đồng bộ các kế hoạch, phối hợp, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, tập huấn về IUU và thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ được thành phố chú trọng thực hiện. Các chương trình gặp mặt ngư dân, tuyên truyền pháp luật, ăn sáng cùng ngư dân được thành phố duy trì, qua đó giúp chính quyền thành phố cùng các ngành, các lực lượng có liên quan kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của ngư dân, kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống khai thác bất hợp pháp. Về công tác phối hợp quản lý trang thiết bị, thông tin liên lạc, giám sát hành trình, tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn từ 15 mét trở lên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu là 803 trên 817 tàu, đạt 98,28%. Hiện nay các tàu cá khai thác xa bờ đã chấp hành 100% việc đánh dấu theo đúng quy định. Từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố đã phối hợp xử lý 84 thông tin tàu cá mất kết nối quá 10 ngày trên biển. Hiện nay các chủ tàu đã khắc phục và đã kết nối trở lại. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Vũng Tàu không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.